nhằm đem đến cho sinh viên những kỹ năng cần thiết về cách xây dựng định hướng chiến lược sự nghiệp cho bản thân khi chuẩn bị ra trường, gia nhập vào thị trường lao động. Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn kỹ năng với các chuyên gia đến từ những doanh nghiệp lớn có yếu tố nước ngoài. Với chủ đề xây dựng sự nghiệp, chương trình đã thu hút không chỉ đông đảo sinh viên tham gia, mà còn có những bạn học sinh trung học phổ thông cũng đến để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ những khách mời uy tín của chương trình. Chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất, những chuyên gia đến từ vị trí nhân sự, kiểm toán của các công ty, tập đoàn lớn của Việt Nam đã đưa cho sinh viên nhiều tình huống thực tế trong công việc, đồng thời hướng dẫn đưa ra nhiều giải pháp cho các bạn trẻ xử lý, ứng xử để vừa đạt được hiệu quả, vừa nâng cao kỹ năng, kiến thức trong công việc. Hầu hết sinh viên Việt Nam mà tôi phỏng vấn và làm việc trực tiếp thì các bạn đều có một cái sự sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng làm việc. Thì tôi đánh giá rất là cao cái việc đấy. Điều mà các bạn còn hơi thiếu thôi đó chính là cái kinh nghiệm thực tế. Tại vì những gì mình học ở trong trường so với những gì thực tế diễn ra ở công ty bên ngoài nó rất là khác nhau. Và các bạn đang thiếu cái bước đệm đó. Thì để mà khắc phục á, thì rất là dễ, mình có thể va chạm nhiều hơn ngoài xã hội, mình theo dõi tin tức, đọc báo đài nhiều hơn và mình hay đi làm thêm để những cái bước đó sẽ chuẩn bị cho các bạn cho một cái công việc thực tế như thế nào. Từ cách viết CV sao cho ấn tượng, cách phỏng vấn và trả lời câu hỏi, vượt qua thử thách của nhà tuyển dụng, những sinh viên của Trường Đại học Văn Lang sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng và khi ứng dụng vào thực tế sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt doanh nghiệp. Từ nền tảng đó xây dựng cho bản thân sự nghiệp thật vẻ vang và ấn tượng. Đây cũng chính là sự cam kết của nhà trường dành cho sinh viên. Đó là khi ra trường sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, tinh thần, bản lĩnh để gia nhập vào thị trường lao động một cách tự tin nhất.